Sau khi sa thải huấn luyện viên Jess Smart, Leeds dưới sự dẫn dắt của ông thầy mới, Michael Scubala đã có trận đấu đầu tiên với Manchester United khi đá bù vòng 8 ngoài hạng Anh. Chỉ được tra tạm quyền trước trận đấu khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng ông thầy người Anh đã gây bất ngờ cho tất cả khi giúp Leeds mang về một điểm từ sân Old Trafford. Vẫn với những con người đang chìm sâu trong khủng hoảng, Leeds thậm chí còn vượt lên dẫn trước hai công từ rất sớm. Nhưng bản lĩnh của quỷ đỏ đã giúp họ kịp thời giữ lại một điểm trên sân nhà. Trận hòa 22 không chỉ giúp Leeds vượt lên trên đứng thứ 16 và hơn nhóm cầm nền đỏ một điểm, mà với sự hưng phấn đang lên, đội chủ sân Elland Road đang rất tự tin hướng đến trận tài đấu với MU vào cuối tuần này. Mục tiêu của tân huấn luyện viên trưởng Michael Skubala cùng các học trò không gì khác là có ít nhất một điểm nữa từ quỷ đỏ. Còn với Manchester United, họ đã bị cắt đứt mạch 4 trận toàn thắng, nhưng một điểm trên sân nhà cũng không phải là quá tệ. Lúc này, khoảng cách giữa quỷ đỏ với đội đầu bảng Arsenal là 7 điểm và đội xếp trên Manchester City cũng chỉ là 2 điểm. Nên cơ hội đua vô địch Premier League vẫn còn rất sáng sủa với thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Dù vậy, trong hoàn cảnh lực lượng sức mạnh nghiêm trọng, đặc biệt từ vị trí của tiền vệ Casemiro, người vẫn đang nhận án treo giò vì thẻ đỏ, quy đỏ hiểu rõ chuyến lăng khách tới đây trên sân Leeds sẽ khó khăn như thế nào. Việc thủng lưới tới hai bàn từ những tình huống pressing của Leeds đã cho thấy tầm quan trọng của Casemiro với MU. Tân Minh Sabitzer nhìn chung cũng chỉ tròn vai nhưng tín hiệu mừng là huấn luyện viên Ten Hag sẽ có thêm sự lựa chọn đến từ Sancho khi hàng công vừa mất Martial và Anthony do chấn thương. Chủ nhà Leeds sẽ giữ nguyên bộ không vừa mang về trận hòa 2-2 trên sân Old Trafford. Chắc chắn, MU không thể rời mắt khỏi Cronto, cầu thủ góp công lớn trong cả hai bàn thắng ở trận đấu cách đây 3 ngày. Manchester United vẫn hoàn toàn áp đảo Leeds ở tỷ lệ đối đầu với 3 trận thắng và hòa 2 sau 5 cuộc đối đầu gần nhất. Dù mới để đối thủ cầm hòa, nhưng MU vẫn đã có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường Leeds cũng đang dần cải thiện phong độ khi mới để thua một trong năm trận đấu gần đây. Ở trận đấu cách đây 3 ngày, Manchester United vẫn chấp đến 1 1 4, nhưng hiện tại chỉ còn 1 2. Điều này cho thấy các chuyên gia đã phải nhìn nhận lại sức mạnh của quỷ đỏ khi thiếu Casemiro và họ đang có lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, nếu chơi với đúng phong độ, MU hoàn toàn có thể hướng đến một trận thắng tối thiểu. cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội đều tương bừng bàn thắng, chỉ có đúng một trận đấu có kết quả hòa 0-0 sau 5 lần gặp gỡ. Với sự hứng phấn lên cao, Leeds sẵn sàng chờ đối công với MU khi được trở về Elland Road và cuộc chạm trán tới đây hứa hẹn sẽ rất công hiến. Dự đoán kết quả: Leeds Manchester United 1-2.